Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh ơi, hôm nay thì mình trước khi làm clip này thì mình xin cảm ơn tất cả anh em đã yêu quý ủng hộ anh em mình từ trước nay đến giờ nha anh em. Anh em thấy Vũ mới vô cầm tiền nhiều trời. Mớ tiền không? Đâu rồi? Vậy? Sếp Vũ phát lương anh em. Gì? Cảm ơn hay là tôi đậu ý là cái rầu chứ không giỡn đâu. Tiền gì đây? Tiền gì cầm đi rồi nói. Cầm nó. Trắng không à, tiền trắng không à? Trắng loạn đưa bấm, chứ. Bấm khất chứ đều hết chứ. Tiền gì? Đều. Thưởng tới tay đi. Dạ, Noel. Thưởng Noel đi. Thưởng Noel. Tới tay có thưởng không? Đầy đủ nha, làm đầy đủ. Noel thưởng, cái tay thưởng, cái to thưởng. Ram có thưởng không? Mùng 1 Ram thưởng đi chùa luôn. Ghê trời. Anh em ơi, nói dở anh em xíu vui, đừng anh em đừng có nói Vũ la Vũ tàu nữa nha. Tiền này là tiền công sức của anh em Vũ toàn của team, và nhờ tất cả những anh em yêu quý mình, xem mình, ủng hộ anh em mình mới có được ngày hôm nay nha anh em. Hôm nay thì cũng tâm sự anh em, lâu lâu rồi tâm sự anh em một xíu thì kênh YouTube mình làm thì cũng được chắc là 2 năm rồi anh em ơi. Thì anh em biết là làm cái gì cũng có sự khó khăn của nó. Nhiều khi mình không nói ra, nhưng mà hôm nay sẵn thì clip đặc biệt xíu nên tâm sự anh em luôn. Thì lúc mà trước thì mà anh em mình cũng đi làm xây dựng ở Sài Gòn, thì bỏ qua làm xây dựng thì về quê làm anh em. Thì gây dựng một kênh YouTube thì lúc đầu rất là khó khăn. Làm cái nghề đây thì ở quê ba mẹ anh chị em đâu có biết, ai biết đâu có ai ủng hộ được cái nghề đây mà. Đâu anh em, gọi là thế ảo mà, cho nên cũng khó khăn lắm anh em. Thì muốn làm được kênh này thì mình cũng cũng vay mượn nhiều lắm các bạn ơi. Nếu mình tính ra thì vay nóng thì cũng khoảng tầm 3 triệu, gần 3 triệu anh em ơi. Hôm nay thì nói chung thì mình cũng mừng cái là mình trả xong hết cái nợ tiền vay nóng rồi các bạn ơi. Còn cái tiền vay ngùi sơ sơ thì cũng còn gần 100 triệu thôi các bạn ơi. 100 triệu thì mình trả tiền nóng còn 200 triệu, còn cỡ 100 triệu thì vay nó ấm ấm ngùi ngùi. Thì cái đấy thì mình sẽ cố gắng qua Tết này thì làm nhiều hơn nữa, làm nhiều clip dài hơn, khó hơn để anh em xem. Thì bữa nay thì mình sẽ đi mua xe nha các bạn. Đặt clip đi lên, mình đặt cặp tiền để lên đặt cặp mua xe. Nói chung là trước giờ mình 30 mấy tuổi rồi, 32 tuổi rồi mà chưa có được cái xe nào đi. Về quê thì bà má nhiều khi cũng nói mình kêu sao lớn tuổi rồi anh em, bạn bè lứa tuổi mà có xe cậu đi, mình chưa có gì hết anh em. Thì dư lệ sẵn đây vợ mình giờ cũng về phía mẹ đĩa các bạn ơi, gần đĩa rồi. Thì qua đèo cao thì xe mình cũng kiếm một chiếc xe ngon ngon để mình đi. Cho nên bây giờ anh em quyết định sẽ mua chiếc xe SH lên đặt cọc và thử như thế nào. Nếu hợp giá tiền thì anh em mình sẽ đặt mua một chiếc. Mua gần Tết mà có được ít đồng vậy, tiền Tết rồi những lo đưa được tiền cũng đi mua xe ở trong quê. Tiền ở đâu, bà già cho đi mua đồ Tết chưa? Đồ Tết thì tôi Tết năm nay mặc đồ cũ à. Quyết không, quyết không mua đồ Tết để tiền mua hết trái tim em. Trời đừng thơ gì không vô văn vô điệu hết trời. Lên Facebook cũng thấy trời. Ê Tùng, làm clip này trong má đừng có coi, biết một cái quả này mình còn nợ bao nhiêu tiền cho con mắt hùng. Nhưng mà bữa nay cũng chuyện nó rầu chắc là đâu mà đỡ lỡ đâu gì. biết đâu gì đều mà nói cho anh em mình bóng thương, mà nói cho anh em mình phấn đấu thôi chứ bà cũng có đâu. Bà má mà nói vui cho anh em phấn đấu rồi ráng làm. Xi mà mua về mà không rửa nhanh hư. Anh em ơi, rửa gì, rửa thằng Quy Nhơn mà mưa, trả mưa mà đâu cần rửa đâu, nước mưa nó mới hư. Đây nước mưa về là phải mua gì heo quay quen chích chứ giờ không phải gì chi vát 21 luôn mà chịu rồi. Rồi xăm banh rồi xúc phun rồi. Bây giờ mình lên thị trắng đi rồi giờ để các chuyện tính sau đi đã, rồi coi thử tình hình sao. Nhắc nhẹ đứa đi, anh em lên thị trắng rồi coi thử tình hình sao. Anh em ơi, nhìn bố ước mềm. Anh em đi mua xe mà trời mưa ước mềm luôn anh em. Đây. Vũ, con này nè. Đây. Ờ. 220 nè. Nhưng mà anh kế với con 19 hơn. Con 19 nhưng con toàn đẹp hơn. Con kia cũng 20 luôn á. Con toàn là 19 hay là 10 18 mà. Có cái con màu đen không chị? Đen giờ như cũng là em chị nói với em đó, là bên chị giờ phải chuyển kho cái gì chưa có sẵn. Dạ, yeah, với chị màu đen á, màu đen nó hợp phong thủy hơn. Nghĩa là nó chị thấy màu đây cũng đẹp mà. Biết rồi, em thấy này đẹp. Nó mới nữa, nó lạ nữa. Yeah, nhưng mà em thích màu đen hơn. Màu đây cũng đẹp nè. Ừ. Toàn. Màu này màu đen mà đẹp hơn toàn. Còn Vũ tính tiền đặt cặp trước chị giùm anh đi. Đặt cặp trước một nữa anh chị ha. Bữa nay tốt ngày em gọi chị trước rồi em lên lấy nha. Em gọi chị trước để em lên em lấy. Để lại em hiểu không?
anh em ơi, lần đầu tiên trong đời mua cái xe, lần đầu tiên cảm giác nó phê phê sao các bạn? Bạn nào đã từng có cảm giác đấy bạn sẽ hiểu được. Bữa nào mà mình lấy ngày tốt mình lên mình lấy xe về, mình sẽ làm clip ăn mừng cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nãy giờ đặt cặp rồi, bây giờ còn được mấy triệu đó các bạn ơi. Bây giờ anh em mình sẽ về để nghiên cứu món gì để anh em mình ăn ăn mừng đặt cặp xe nha các bạn. Trời lạnh ăn kem. Ăn kem nhưng anh thấy cây thông Noel này quá, anh ăn kem để anh ăn Giáng sinh trước nè. Đi mua xe xong trời mưa quá các bạn ơi. Bây giờ ban em mình ghé vào cái quán trà sữa mì cay đây, anh em mình sẽ Hello Kitty. Hello Kitty giới thiệu quán giùm luôn á. Mình sẽ ăn một cái món gì đó gọi là anh em mình mà đạt tới ngày hôm nay thì cũng trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi chua ngọt gì đó, cho nên ban em mình sẽ chơi một trò chơi ăn một cái món mì cay, một cái món bùi là món củ khoai lang tây chiên đi, chứ bây giờ không có món gì, và món ngọt là chắc là trà sữa. Ban em sẽ chơi trò chơi bán lịch thì trắng chút mà gái nó khác hẳn liền. Ở quê ở dưới ngoài Mỹ mình á là gái nó khác, người qua ngoài Hải là gái nó khác, cách có mấy cái số qua ngoài Hương là gái nó khác, lên thì trắng là khác, lên Cùng Sơn là gái nó khác, cách có mấy cái số này đúng không? Trong quán hàng cày khác nhất. Anh em ơi, thời gian chờ đợi một cái món ngọt nữa. Trong đây mình sẽ có ba món. Món này là món cây, mì cây. Đây là món này mình gọi là món bùi đây nha, gọi là đắng cay ngọt bùi, mà quán nó không có đủ món cho mình để chơi đại diện thôi. Bữa nay anh em thông cảm cái là trời mưa quá, với mới đặt xe cũng chưa lấy xe gì được, để bữa nào bữa nay anh mua xe về anh hãy làm clip rửa lớn hơn nha. Anh em dạy nha Vũ, ok không? Vậy Vũ nha. Về giờ từ thở xuống một máy ông bắp nha. Bữa đó là xịt nước lớn nha. Đi xuống ruộng, đi xuống cây xong rồi dắt lại. Đây. Rồi cậu để đi con. Đập đi. Đó, anh bắp luôn nha. Thì anh nào sẽ ăn được cái gì đây, mình đây. Khui luôn cho anh em xem. Em khui thử gì đây. Sáng giờ mình cũng chưa ăn sáng luôn á. Đang trúng tôi mì cây chắc sót ruột cả luôn. Cây là cái gì? Cây á. Anh em ơi. Mì cây nè con. Khui là con nãy gì? Cái ăn kèm với. Ăn kèm. Còn mình ngon các bạn, mình cũng còn may mắn các bạn ơi. Là cái gì? Anh ngọt. Sữa. Ngọt anh ăn trà sữa, trà sữa, trà sữa. Tôi nãy ăn cây á. Mời anh em vào dùng với anh em mình nha. Mình nghe nha. Hũ để sữa không lộ, nhưng mà được trước Vũ làm mấy hũ á, được trước anh em mình lên quên à, quay vô xéo hũ quá này à, kinh điển. Xéo hũ là xéo lít á. Xéo lít à? Đậu với bụi lít á. Bắt chặt không lộ luôn mà. Vũ ăn bùi hả? Cam đồng. Kè, Vũ đổ thêm nữa, không xúc nữa. Ủa, chay ăn ngon. Chay ở cho thằng Vũ chua luôn. Kem. Kem à. Hũ kem mà không sốt kem mà, bán thêm đồ kem mà. Làm ông để tôi ăn cho. Nấn củ lan bùi vậy, đúng củ lan. Vũ anh nghĩ làm cái hũ đem bị hôm mà làm 6 hũ bây giờ chắc làm đảo ra nhiều ha. Nhiều làm 2 hũ cho lợn. Ồ. Đây là lạnh là mấy mì cay cũng ấm á. Đỡ ấm á. Đúng rồi. Đậu lạnh này ăn ấm chứ. Dạ. Không em bị phế vô công rồi, ăn thấy được rồi. Con ăn hồi trước con ăn nem có ăn ớt không? À, để bữa nào nghiên cứu là Vũ nghiên cứu món gì mà lấy xì về bữa tối ngày mùng 2 rồi, lấy xì về làm món cho con hoành tráng anh em mình chơi bữa vui con Tết luôn. Mùng 2 á. Sáu ngày nữa, sáu ngày nữa. Bẻ, âm đi, làm xéo. Âm bao nhiêu? Âm nhớ. Thiếu đều cứng rồi gì? Toàn hả? Đám cứ, ăn ít thầu để xuống dưới ăn đồ đám cứ. Mùa này đám cứ xuống ha. Chiều nay tôi cũng đi đám cứ nữa chứ. Ấy người ta mà hay là biết đi. Đi rủ. Mà rủ nữa hả? Chứ nó mời thằng bạn mà nó đề là bạn bạn đi chẹm NT là người thân đi người thân à. Nó cũng mời trong nữa mà NT nó nhiều nghĩa lắm nha. NT là người thân như vậy đó, người ta dịch theo nghĩa khác nữa sao đủ thứ gì nữa nhân tình đi sao đâu lẽ ra biết được do ông nghĩ là ông dịch rồi chứ coi lại đấy nhân tình được chứ đâu. Áo có toàn rửa ngọt không? Cũng ngọt luôn. Đâu lại em làm cái kèm làm nước rồi. Quay rất lửa rồi hông? Kẹp kinh đi nhé. Để làm miếng luôn em. Vì sĩ anh em mình
gì em bảo chú em. Đây, đây gọi là chiến sĩ đáng cay ngọt bùi hả? Những cảm giác làm tiền đi mua, đi đặt tiền mua xe nó cũng phê ghê. Vũ hồi xưa em mua xe sao, cảm giác đó sao? Em có tự lên nè, ấy không? Cảm gì luôn chứ. Cảm giác tôi mua bình thường à. Mà gặp nước tôi mua tôi đẩy đi luôn. Mua qua Đà Nẵng á. Mua tại chỗ luôn hả? Do ở mình không có hàng. Xe máy ra mà máy mua em vừa rồi máy mình không có hàng, mua Đà Nẵng đem về. Không biết chứ, chạy ngồi không biết nữa. Máy gì đâu còn. Chứ lên đèo nấu không biết nữa, giờ anh đi lên đèo nhiều lắm. Cái đèo cao siêu yếu chạy không nấu á. Chạy lên, phải rồi, nấu lại đi. Như chiếc của em là chạy lên đèo, nếu đi lâu lâu mà hư rồi là lên đèo không nấu luôn anh, chiếc của em á. Chiếc em đang chạy á. Đầu chiếc tôi giờ lên dốc rồi lên không nấu. Đơn giản đâu, đèo cao lắm. Tính dục đây mà. Chiếc vô lên dốc nó còn đi thôi lùi lại mà. Đẩy, không đẩy nữa. Tính dục mà. Cái đèn phía giữa anh cao lắm, phải mua chiếc xe nào đàng hoàng xíu với đèn sáng chứ cái đêm qua đèo sợ mơ. Rồi đậu đi, lấy tiền lại rồi về Yamaha mua chiếc Z ngàn. Z ngàn hả? Chiếc đấy chạy lên đèo luôn, bao nhiêu luôn á. Xe ông bị ra cái cách chị cho miếng đề cạn á. Giá Z 3 ngàn vô. Với 3 ngàn vô anh. Giá Z 3 ngàn. Lên đèo đậu. Ê, hay là mà làm ông, Z 20 ngàn. Cũng Z đó. Má hai mạng quá. Ê, hay mà cho thử làm bà má. Bà má về hôm mấy kêu à. Sao à, không có chiếc CD mấy bạn à. CD tùm lum. Đứa nào có chiếc quay, chiếc cream đồ, chiếc cấp vậy. Bây giờ em có, bây giờ mình cho thử làm bà má. Đây mẹ tháng về thử, mà ra là mới nói gì vậy. Chứ bộ kia tháng 10 hay sao ấy. Chắc lúc em bà cũng khó tả cảm giác lắm nè. Bà biết nào không? Sao đây có nói không? Chưa biết đâu, chưa biết đâu, anh bất ngờ mà. Bà không biết anh nợ bao nhiêu luôn. Người này bảo là có còn clip không biết nợ này này kia, bóng sợ nữa. Bảo nghi là dây nóng là sợ lắm, người già ở quê các bạn ơi. Nghi mà tới dây nóng nha, người là ớn lắm. Sáng ông nói nhiều hầu ra trí ông quen bao nhiêu bà, bao nhiêu con rồi mà trong bây giờ ông nghi nó khổ nữa. Ê, nói vụ nợ ông á, đúng không? Uống miếng tạ vô, tê răng luôn, uống nó đụng răng luôn. Để cái kem rồi. Ăn kem rồi. Đây ướt mưa này lạnh. Cay quá không? Nào. Đi anh bụng đi, toàn đi làm cứ đi. Vũ làm miếng ốc đi Vũ. Không ngon á. Anh em ơi, làm miếng đi. Anh em ơi. Nói chung là bữa nay mình quay một clip mang chắc bình thường thôi các bạn ơi. Bình thường cuộc sống ở quê như thế nào, anh em như thế nào thì quay vậy thôi chứ không có gì là kêu là mua xe đồ phô trương hay SH cái gì là anh em thông cảm chuyện đó nha. Cái đấy là chuyện thật sự là không có thể có sao mình nói vậy thôi các bạn ơi. Nợ nặng được nói anh em mình không sợ hết á. Chuyện đó bình thường mà. Mình cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ anh em mình từ trước giờ. Anh em yêu quý, cứ fan ruột yêu quý mà ủng hộ mình, không cần ủng hộ gì nhiều. Anh em chỉ cần like video là ủng hộ mình. Có nợ máy nhiều không? Còn gì nợ máy nhiều không? Má mình này không phải dây nắng mà tôi cũng nợ má nhiều lắm. Nợ một nàng con dâu. Một nàng dâu á. Bé mời á. Bé mời. Anh ơi chào anh em nha. Chào anh em.